Chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách để tính toán được cái ma trận độ cứng tương đương giữa bệ, móng và cọc. Từ đấy để dùng những cái hệ số đó để nhập spring vào các phần mềm khác và tính cầu, tính cống, vân vân. Version 3. Version 4 này cho hết hạn rồi. Đây, để tính độ cứng thì có tương đối. Các bạn kích vào đây phần stiffness độ cứng cho hệ đơn vị SI. Phân tích đây các bạn dùng non-linear, phân tích phi tuyến, số tương tác là 50 và phông. Các bạn có thể thay đổi cài đặt phông nó, control vào set dialog phông, chọn một phông tùy ý cho cài đặt nhìn cho nó mượt mắt. Tiếp theo các bạn vào mục file cap nhất, sơ đồ mình khai báo ở đây nó gồm có 32 cọc, đầu 6 cọc phương x, 3 cọc phương y, 2 cọc x, mình sẽ khai báo 5 điểm mới. Y sẽ là 4. Ok. Head cap elevation. Dạ, thực ra tính chính xác ra chỗ này sẽ là cao độ tại trọng tâm của bệ móng. Đây mình chọn là 18,77. Thường mình nhập cao độ của đáy bệ cũng được, không sao, mình đang chênh không đáng kể. Đây edit by cap thuộc tính của bệ FC30 mưu đàn hồi bằng 29294400000 số bọt sông 0,2, cái dài mình chọn bằng 1,8 nhé, trọng lượng riêng để 24.5. ok rồi, cái overhang này khoảng cách từ mép bệ đến tim cọc gần nhất để 1,5 m. Và các bạn kích vào đây chọn khoảng cách giữa các cọc liền kề nhau, mình để là 4,5 m 3D đấy. Các bạn có thể chọn 3D luôn cho nhanh để nhập. Đây. Đó. Ấn OK. Bạn có thể cập nhật thông số và khoảng cách đây. Edit Grid Spacing. Đây. Bước tiếp theo các bạn sẽ vào mục gì? Mục Edit Cross Section. Nhớ là chọn cái mục Pie Cross Section Type, chọn Full Cross Section. Đây Modify Curve Section, hiệu chỉnh cái mặt cắt hiện hành hiện tại của mình ấy. Chọn Scale là tròn, chiều dài cọc mình để ở đây là bằng 25 m, đường kính bằng 1,5 m, chọn riêng để 24.5. Sau đó mình vào Edit Section Contents, mình dùng một lưới thôi, xóa vậy đi, lưới cốt thép với 24 thanh phi 32, diện tích bằng 0.0008 diện tích một thanh, đường kính của nhóm cốt thép ở đây so với tâm của cọc thì đây mình để bê tông bảo vệ bằng 100, vậy sẽ là 1.3. Ok, chọn apply, chọn new steel cốt thép thường, cái shear reinforcement spiral là về phần chịu cắt xoắn thép xoắn tai xoắn. Ok, bạn ấn ok, các bạn nhìn trên màn hình đã cập nhật. Bước tiếp theo các bạn vào Edit Properties để hiệu chỉnh một số cái thông số. Để cốt thép thường có độ cháy nhập là 400.000 đi. Cái này tùy các bạn chọn nhé. Ở đây module đàn hồi của thép 200.000, 3.0 bê tông 30.000 KPA. Module đàn hồi 29 440
Không. Ok. Bạn có thể xem biểu đồ ống dẫn biến dạng ở đây. Click vào đây. Đấy. Bê tông thì có bê tông thì còn có thép thường. Có biểu đồ hết. Ok. Sau khi nhập xong các thông số, các bạn có thể kích chuột giữa này. Nó hiện nút này xong xoay này. Nhìn các phương các thứ này. Có thể nhìn được. Đây mình có thể nhìn theo các phương này được này đấy trục đây đấy bạn có thể nhìn hệ trục tọa độ của nó đấy trục x này là một phần giữa của hệ trục tọa độ là một phần giữa của bạn đấy rồi tiếp theo đến khai báo các lớp đất các bạn vào mục xoay lớp một ở đây mình dùng lớp xét level one lớp xét là cohesive gamma gamma mình để 18.1 mô hình ngang mình chọn ngang mình dùng đây set này set mềm nằm dưới mực nước ngầm cứng dưới mực nước ngầm cứng trên mực nước ngầm đây mình chọn là set theo O'Neill bạn có thể chọn các mô hình khác nhé tùy theo vào vị trí của mực nước ngầm đây nhập epsilon đây là góc ở cường độ scan cắt không phân lúc ở đây của mình bằng 20 kPa cái quay giữ nguyên cái major strain 50 biến dạng chính do tải trọng chất tải bằng 50% tải trọng phá hoại ở đây thì mình tra bảng của FPPA sẽ ra được 0.02 major strain a cộng 100 thì bằng 0.06 bài tra này các bạn có thể liên hệ với mình ở comment ở dưới mình sẽ gửi nó link cho ok sau khi nhập xong đây ASO sang bên đấy bên dọc theo cọc các bên dọc theo cọc thì mình chọn là drill sát clay có nghĩa là có con nhồi đấy trong cái set đấy mô hình xoắn ở đây mô hình xoắn này mình chọn là hyperbolic nhá giống mô hình của FPPA thường mô hình tiếp thì mình chọn là drill sát clay ở cái mục bên này mực nước ngầm rất sâu mình chọn là 100 cao độ đỉnh lớp đất 20.17 cao độ đáy của lớp đất này mình để bao nhiêu đáy của lớp đất thì mình sẽ để là 17.37 tiếp theo đến lớp số 2
lớp số 2 của mình đây. Lớp số 2 của mình chọn là cát. Chọn nội riêng bằng 17.9. Mua đồ này, chọn gì theo Reese này, góc mặt sắt trong 30 độ, hệ số nền tra bảng cho FBI ra được 13.570. Tiếp tục là về loại cọc Will Sapsen Hippopelic Hippopelic nhầm ở đây là Will Sapsen. Ok, cái tọa độ đáy của lớp này âm 5.83. Ok, cho các bạn âm 10 nhé, cho nó hết đấy. Âm 10 xong, coi như mình đã nhập xong về lớp đất, nhập xong với các thông số lớp đất nhé. Bạn chú ý kiểm tra một số thông số, nếu chúng ta nhập thiếu ấy thì sẽ không chạy được đâu, sẽ xảy ra lỗi. Đây đây, mình nói thêm một cái hệ số này, sẽ là hệ số nhóm cọc. Đây là các hệ số nhóm cọc này, cái 0,8 là giá trị nếu một cái lực tác dụng theo phương x gì đi, thì cái cọc xa nhất đối với của nó sẽ chịu hệ số 0,8. Tương tự như vậy, gần hơn là 0,4, gần nữa 0,3. Sau khi các bạn chạy xong, các bạn ấn chạy chức năng chạy đấy, nó hiện done thì xong. Nếu nó hiện did not coverage, có nghĩa là tương tác cọc đất nó không đạt, thì khi đấy các bạn có thay đổi sự đổi cọc các thứ vân vân, nhưng mà nó chỉ xảy ra lỗi ở trong trường hợp mình tính file and cap thôi, chỉ còn tính độ cứng thì không, sẽ không xảy ra. Để các bạn xem độ cứng, các bạn hiện control view analysis data đây, các bạn kéo xuống cuối cùng ý, nó sẽ có hai mặt trận độ cứng. Một đây, đây ma trận độ cứng này, nhất là ma trận độ cứng in ra này, ma trận độ cứng đây là ma trận độ cứng gì, móng này, trong đây là trong hệ tọa độ tiêu chuẩn x y z, còn FPP sang đây, từ FPP sang standard thì của trục x vẫn giữ nguyên này, giống như của FPP này, trục y thì đổi thành trục z này, trục y. Còn trục trừ, còn trục trừ z thì đổi thành trục y đấy, thì nó sẽ ra được ma trận độ cứng trong hệ tọa độ tiêu chuẩn này, nó đổi cho mình này, tính luôn ma trận độ cứng trong hệ tọa độ tiêu chuẩn cho mình. Mình có thể dùng một hoặc hai cái này tùy vào yêu cầu của tùy vào thông số của từng bài toán nhé. Đây, đây là ma trận tiêu chuẩn, đây là ma trận trong FPP, trong hệ tọa độ FPP nó chỉ nhân với cái ma trận T thôi mà, ma trận chuyển thôi mà, nhân ma trận chuyển xong nhân với ma trận nghỉ đảo. Công thức ma trận các bạn sẽ được cái này đây, delta x này, delta y này, delta z này. Ví dụ như delta x với cả fx thì ta được cái spring cho phương x chuẩn bị đường. Tương tự theta, các theta này là các chuẩn bị góc xoay. Tương tự như vậy, mình được các chuẩn bị như vậy, và mình đấy, mình có thể nhập vào khai báo spring ở trong RM, trong MIDAS hoặc trong bất cứ một cái phần mềm nào tính toán để cho bài toán trở nên chính xác hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.